Xin chào quý vị, mùa xuân sẽ qua đi và một mùa hè ấm áp rực rỡ lại đến. Mùa hè cũng là mùa du lịch với những kỳ nghỉ lễ, nghỉ mát cùng công ty và cùng cả gia đình hoặc cùng người bạn, người thân. Và có lẽ sẽ thật vui vẻ khi trong kỳ nghỉ đó chúng ta mang theo một trong những chiếc loa thú vị sau đây. Chiếc loa đầu tiên đến từ thương hiệu JBL, đó chính là Authentic 300, được lấy cảm hứng thiết kế từ dòng loa Classic di sản của JBL. Vẻ ngoài với các chi tiết được hoàn thiện để phù hợp với nhiều không gian bài trí khác nhau. Tay sách làm bằng nhôm, vỏ bọc xung quanh loa được làm hiệu ứng da, màng che mặt chiếc loa dạng quad rack rất cổ điển, tất cả tạo nên một cái nhìn khác biệt và cao cấp cho sản phẩm này. Loa sở hữu viên pin với thời lượng chơi nhạc lên đến 8 giờ. Công nghệ kết nối mạng Wi-Fi và Bluetooth 5.3 giúp dễ dàng chơi nhạc không dây chất lượng tốt thông qua AirPlay 2, Spotify Connect, YouTube. Từ đó người dùng có thể cài đặt ứng dụng của JBL giúp tùy chỉnh âm sắc của loa theo ý muốn của mình. JBL Authentic 300 được trang bị 3 củ loa với tổng công suất là 100W, cho âm thanh trong trẻo với chất âm khá tinh tế, giọng ca sĩ thể hiện đúng âm sắc, mức âm lượng của loa cũng đủ lớn để nghe nhạc cả trong nhà lẫn ngoài trời. Và mẫu loa tiếp theo thì đã quá nổi tiếng, đó chính là Harman Kardon GoPlay 3, phiên bản tiếp theo của GoPlay Mini. Cùng mang phong cách thiết kế với phiên bản Mini, nhưng GoPlay 3 đã có những thay đổi giúp chiếc loa này trông cao cấp hơn, đẹp mắt hơn. Bảng điều khiển cảm ứng ở mặt trên bằng kính cường lực trông hiện đại và có nét sang trọng. Tay cầm nhôm được thiết kế lại to bản hơn, tạo cảm giác cầm nắm xách đi chắc chắn. Viên pin bên trong cho thời lượng chơi nhạc lên đến 8 tiếng. GoPlay 3 được nâng cấp Bluetooth 5.2 cho phạm vi sử dụng xa hơn và ổn định hơn trước. Cải tiến lớn nhất của GoPlay 3 so với bản cũ chính là chất lượng âm thanh hay hơn hẳn. Loa được trang bị 5 củ loa với 3 đường tiếng, tách bạch rõ hơn các chi tiết âm thanh, âm trầm đánh sâu hơn và rất lực nhờ subwoofer 13cm úp đất với mức công suất tổng lên đến 160W, sử dụng tốt cả khi mang ra ngoài trời. GoPlay 3 hứa hẹn sẽ là chiếc loa xách tay mang đi chơi bán chạy hàng đầu trong phân khúc giá. Tiếp đến sẽ là một đại diện đến từ Pháp, sản xuất tại Pháp. Đây là mẫu loa di động xách tay đầu tiên của Devialet, một thương hiệu nổi tiếng với dòng sản phẩm Phantom cho âm thanh cực hay. Đó chính là mẫu loa Devialet Mania. Điểm nổi bật nhất ở Mania chính là âm thanh vượt trội so với kích thước. Loa có thiết kế sang trọng, chất lượng hoàn thiện rất tốt. Kích thước chỉ nhỏ bằng một quả bóng bowling, trọng lượng chỉ hơn 2kg. Tích hợp quai sách dễ dàng mang theo khi mang đến công viên hoặc là đi nghỉ dưỡng, đi du lịch. Loa được tích hợp viên pin lên đến 10 tiếng chơi nhạc. Khả năng kết nối không dây thông qua Wi-Fi, Bluetooth 5.0, phát nhạc trực tuyến chất lượng cao. Loa được trang bị rất nhiều công nghệ độc quyền giúp tối ưu âm thanh tại mọi vị trí đặt loa. Devialet Mania được trang bị 4 loa toàn giải phía trên tỏa ra 4 hướng cùng 2 loa trầm đối xứng nhau cho hiệu ứng âm thanh 360 độ lan tỏa. Âm thanh của loa rất chi tiết, rõ nét và trong trẻo, tươi sáng. Điểm ấn tượng nhất chính là âm bass vượt trội so với kích thước loa xuống sâu tới 30Hz và rất chắc gọn. Và cuối cùng sẽ là một mẫu loa quen thuộc tới từ nhà B&O, đó chính là Beolit 20. Được phát triển qua nhiều phiên bản, Beolit 20 mang đến một nét hiện đại phảng phất hình bóng cổ điển của những dòng loa Beolit với một số thay đổi nhỏ. Tự chung lại vẫn là sự gọn gàng và lịch thiệp, phù hợp với bài trí tối giản và sang trọng. Loa có kết nối không dây thông qua Bluetooth 4.2, hỗ trợ có dây thông qua cổng AUX và có thể kết nối stereo với các dòng loa Beolit khác. Tích hợp sạc Q không dây cho điện thoại thông minh và một số hệ thống tai nghe không dây có hỗ trợ Q. Viên pin tích hợp bên trong cho phép chơi nhạc liên tục trong thời gian 8 giờ. Là một sản phẩm loa di động có kích thước vừa phải và gọn gàng, nhưng loa có thể cho âm lượng khá lớn nhờ mạch khuếch đại Class D tổng công suất 70W. Beolit 20 được trang bị một loa woofer 140mm, 3 củ loa toàn giải 38mm cùng màng zoom loa trầm. Âm thanh lan tỏa cả mặt trước lẫn mặt sau loa. Có thể nói Beolit 20 là mẫu loa cho âm thanh hay khi chơi nhiều thể loại nhạc. Trung âm rất mượt mà, giải cao khá tinh tế. Bên cạnh đó là giải trầm khá dày dặn ấm áp giúp trải nghiệm nghe nhạc trở nên hài hòa hơn. Người dùng có thể sử dụng app kết nối để điều chỉnh âm sắc sao cho phù hợp với nhu cầu nghe nhạc của mình. Và đó chính là 4 mẫu loa di động cho âm thanh rất tốt, rất đáng để cân nhắc mang theo cho kỳ nghỉ mát sắp tới. Nếu quý vị đang phân vân chưa biết lựa chọn loa nào thì hãy gọi điện tới số hotline của Thiên Hà Audio để được tư vấn ngay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.